Hello, xin chào mọi người. Mọi người biết ở đây là gì không? Cánh đồng hoa dừa nha các bạn. Đó, đẹp ghê chưa? Cánh đồng hoa dừa cái này ở Vĩnh Long nha các bạn. Trên đường mà làm đi làm nhà, đi làm về đó bạn. Đó, cầu là cầu thấy chưa? Trời ơi, trời cánh đồng. Dừa nha các bạn. Đó, còn bên đây là ruộng lúa nha. À, trời ơi, cảnh hữu tình nghe chưa? À, các bạn nhớ cái video mà hôm trước mình có làm về cánh đồng hoa dừa này, là cái video năm ngoái á, mình có đi hái á, mình hái về trồng á. Giờ nó qua một cái mùa nước lũ à, nó ngập, còn nhớ không, nó ngập nguyên cái cánh đồng này luôn nè. Đó, bây giờ nó bao đê đẹp, trời ơi đẹp ghê chưa. Đó, thấy không, bây giờ nó lại mọc lên. Cái này là người ta trồng để làm thuốc nam nha các bạn. Trời ơi, cuộc đời gắn liền với bông hoa nè các bạn, thấy không. Cái này là ở Vĩnh Đông nha các bạn. Vĩnh Hội Đông là cái nơi mình mà đang sống nha các bạn. Còn ở phía sau mình là lúa nè, người ta đang gặt các bạn. Đó, thấy chưa, trời ơi lúa vàng ôm luôn. Bây giờ nông dân trúng mùa đó các bạn ơi. Đó, bạn thấy không, trời ơi đẹp quá, đẹp 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 ơi là đẹp luôn. Phong cảnh hữu tình nha các bạn. Đó, nguyên một cái đồng hoa dừa màu này gọi là màu gì ta, màu này giống như màu hồng nha bạn, màu hồng mà lai tím à. Màu hồng lai tím, ui đẹp quá. Một bên là vàng, một bên là tím. Trời ơi trời, vàng ôm luôn ha. Bên đây là vàng, vàng của lúa, còn bên đây là trắng tím của bông hoa dừa cạn các bạn. Cái này gọi là hoa dừa cạn, trời ơi đẹp quá. Mình sẽ lượn trên mây một vòng ha. Ok.